Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục lại cào vé số nữa các bạn. Hôm nay mình chơi vé số 2 đồng thôi. Và không liên thuyên nữa, bắt đầu mình sẽ cào ha. Thì cái thể lệ chơi của cái tờ vé số này cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc kiếm số 3x này, hoặc là các bạn cào dưới đây mà nó có cái số matching với nó giống nhau ở trên này nè các bạn. Ở đây mình có hai cái số win number này, mình cào dưới đây mà nó giống nhau là mình trúng ha. Thể lệ chơi rất là đơn giản thôi, và cái số tiền mà mình trúng có thể lên tới 30.000 đô luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cào ha, nhưng mà mình sẽ cào cái số win number trước nhá. 10 15. Ok, tiếp bắt đầu nào. 01 20 05. Ồ, cứ tưởng trúng rồi. 08 12. Wow, 11 nè các bạn. 10 11 này. 19 02 06 09. Trời. Rồi, tờ đầu tiên đi đứt. 07 17. Ồ, số rất là đẹp, 07 17 các bạn. 17. Ồ, 12. Nhìn vài cứ tưởng 17 chứ. 09 19 18. Số 10. 06. Wow, cái sát nút không à. 16 đây nữa, sát nút. 15 01 08. Tờ thứ hai nha các bạn. Ở đây thì mình kiếm cái tờ 3x cũng được ha. Kiếm 3x là trúng ngon lành rồi. 19 14 20. Số 10. Số 1. 11. Số 5. 16. 02. 06. 19. Trúng rồi các bạn ơi. Nè, mình có con 19 này nè. Đó. Không biết là bao nhiêu đây. 15. Mình sẽ cào cái chỗ này trước nha. Xem coi số tiền. Wow, số tiền lớn à. Lớn à. 2 đồng. Tuyệt tình luôn, chú được 2 đồng rồi các bạn. Ok, đây là tờ thứ 3. Bắt đầu tờ thứ 4 nha. 11 08 02 07 09 15 06 01 12 20 17 04. Đây là tờ thứ 4 nha các bạn. Được rồi. Tiếp tục nào. 08 05. Và bắt đầu 11 18 12 17 14 luôn này. Số 10. 06 mình 05 này các bạn. 04 16 02. Ok, tờ thứ 4, tờ thứ 5 này. Tờ thứ 5 rồi là không trúng rồi. Bắt đầu mình sang cái game mới ha. Thì cái game này nó đơn giản hơn nữa. Thì các bạn chỉ cần cạo số win number này rồi cào đây. Nếu mà nó giống đây thì trúng thôi. Ở đây mình sẽ có 4 1 2 3 4 game. 4 game ha. Bắt đầu mình cào này. 4 game mà nó giống nhau là trúng nha. Ở đây nếu mà giống nhau thì mình được 5 đồng này. 5 đồng rồi. Tờ này trúng được 5 đồng rồi các bạn. Này. 5 đồng mà giống đây là trúng ha.
bóng quá. Giờ mình kê đây mình cào cho nó dễ. Đây, ở đây là 100 ha. Mình cào đây nếu mà có số 100 là mình sẽ trúng ha. 3 đồng. Wow, 1.000. 100 đi nhờ. 100 là mình trúng đậm luôn. 15. 25 đồng. Rồi. Game thứ 3. À, 50 đồng này. 3 đồng. 15. 25. 30 ngàn. Ok. Bắt đầu game thứ 4. 10 đồng. Hy vọng là tôi game mày trúng đi. 25. 15. 3 đồng. 2 đồng. Và là cái game này, tờ này mình chỉ trúng được có 5 đồng rồi các bạn. Tờ này trúng được 5 đồng ha. Tiếp tục tờ thứ 2 nè. 10 đồng. 5. Này 1.000 luôn. Wow. 50. 100. Ok, game thứ 2 nhé. 3 đồng. 1.000 này. 25 này. 50 này. 100 này. Game thứ 3 nhé các bạn. 15. 5 này. 3. Wow, 30.000. 1.000. 100. Game thứ 4 nha. 2 đồng, chắc trúng này rồi. Game 2 đồng dễ trúng hơn. 5. 1.000. 100. Ok, đây là tờ thứ 2. Tờ thứ 2 mình không trúng rồi. Dưới cầm cho nó dễ. Đậu. Mình kèo game đầu tiên nhé. 2 đồng. 10. 1.000. 25. 5 đồng. Không chụp. Game thứ 2. 3 đồng. 25. 100. 10. 1.000. Không trúng rồi các bạn. Game thứ 3 nha. 50 đồng luôn nè. Hy vọng mà trúng cái này đi ha. Wow wow wow. Nè các bạn nhìn nè. 5 rồi nè. Wow, 5 đồng. 10. 1, 2, 3, 4. Ok. Bắt đầu mình chơi game thứ 4 nha. 15 đồng. 100. 10. Ok, tờ thứ 4 rồi nha. Tờ này tờ thứ 4 rồi. Vậy là mình mới trúng được có 2 tờ, tổng cộng là được có 5, 6, 7 đồng thôi. Và tờ này tờ cuối cùng rồi. Đó, tờ này tờ cuối cùng rồi. Wow, 30.000 các bạn ơi, 30.000, 30.000, 30.000. Khó trúng quá. 30.000 khó trúng quá. Ok, game đầu tiên tập. Game thứ hai. 3 đồng, 3 đồng thì còn may ra trúng. 30.000 khó quá. 3. Game thứ hai tập luôn. Bắt đầu game thứ 3. 100. Trúng cái này đi. 1 nào, 1, 1. 1, 1, 1. Wow, 10. Cả tới đây cứ tưởng là 100 luôn rồi các bạn. Ok. Game cuối cùng nha. Xem câu này lời hay lỗ. 15 đồng. 50. 1. 25. 5 đồng. Ok. Vậy là cái game này mình tập rồi các bạn ạ. Mình mua tổng cộng là hết
18 đồng và mình chỉ lấy lại được có 7 đồng thôi. Lỗ hết 11 đồng. Ok, hôm nay là may xui rồi. Hôm nay là rất là xui. Ok, video của mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nha.